Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Olala Kiwi Kiwin TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ trong series Lời Hay Ý Đẹp và chia sẻ những kinh nghiệm sống để giúp mọi người có thể sống tốt hơn trong xã hội hiện nay. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về tránh xa 8 điều sau nếu không muốn bị tụt xuống dưới đáy của xã hội. Có 8 điều. Điều thứ nhất, người không học hỏi thêm trong thời gian rảnh. Thì người luôn có thời gian rảnh rất khó thành công. Người lúc nào cũng bận rộn mới rất có thể sẽ thành công. Tức là rất có thể thôi nha. Khoảng thời gian ngoài 8 tiếng làm việc quyết định hiện tại và tương lai của bạn. Có học tập thì mới có quyền lựa chọn. Không có tri thức thì không có thưởng thức. Vì vậy, muốn có thưởng thức thì bạn phải bước vào phòng học. Không phải xã hội phát triển quá nhanh, mà là tư duy của chúng ta quá chậm. Tại sao chúng ta tư duy chậm? Là do chúng ta không chịu học hỏi thêm. Điều thứ hai, người không chịu tiếp thu cái mới. Một ý tưởng mới, một phát minh mới nào đó đều có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội hiện nay. Thế nhưng, nếu có một cái mới vừa ra đời lại bị hoài nghi, cự tuyệt, thì không thể đưa đến xu thế phát triển. Vậy nên, xu thế không thể dùng con mắt để nhìn, mà phải dùng nhãn quan để phán đoán. Ai nắm bắt được xu thế sẽ nắm bắt được tương lai. Không nên lấy suy luận làm kết luận. Chỉ sử dụng những cái mình biết để phán đoán tương lai. Người mắt điếc tai ngơ trước cái mới nhất định sẽ bị xã hội đào thải. Điều thứ ba, người chỉ dựa vào mình đơn đơn đả độc đấu. Thế kỷ 21 là thời đại anh hùng thoái vị tập thể lên ngôi. Nơi nào xây dựng được tập thể tốt thì nơi đó sẽ chiếm được thị trường. Bạn nên biết rằng 1 cộng 1 bằng 2 đó là toán học, còn 1 cộng 11, 1 cộng 1 bằng 11 là kinh tế học. Bạn dễ dàng bẻ gãy một chiếc đũa, nhưng 10 đôi đũa bó lại thì bạn sẽ không thể bẻ gãy được. Điều đó nói lên về tính đoàn kết, tập thể làm việc. Điều thứ tư, người có tâm lý yếu ớt dễ bị tổn thương. Phát sinh sự việc to nhỏ không quan trọng, cách nghĩ và cách nhìn của bạn mới là quan trọng. Bản thân sự việc không làm tổn thương bạn, mà chính cách nghĩ của bạn khiến bạn bị tổn thương. Trong cuộc sống luôn có những chuyện không như ý xảy đến với bạn. Nếu tâm lý của bạn yếu đuối, dễ bị tổn thương, bạn sẽ rất dễ bị xã hội đào thải. Điều thứ năm, người chỉ có một nghề, không có năng khiếu nào khác. Theo các chuyên gia kinh tế dự đoán rằng năm 2015 có 50 ngành nghề bị đào thải. Không có nguy cơ, chính là nguy cơ lớn nhất. Thỏa mãn với hiện tại là cái bãi khổng lồ. Khi đắc ý nhất nên tìm đường lui cho mình. Đừng đợi đến lúc không có được như ý mới tìm đường lui. Điều thứ sáu, người thiển cận toàn, so đo tính toán những chuyện trước mắt. Được hiểu là so bì tị nạnh những việc nhỏ nhặt trước mắt sẽ đánh mất đi tương lai. So đo món tiền nhỏ sẽ đánh mất món tiền lớn. Không có tầm nhìn xa trông rộng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Một loại đầu tư tốt nhất trên thế giới và không có rủi ro chính là đầu tư vào học tập. Học tập có thể giúp người ta có tầm nhìn xa, học mới thấy được xu thế của tương lai. Điều thứ bảy, người có khả năng thương lượng kém, cổ nhân nói chuyện nhỏ không nhẫn, hay nổi cáu, không thể mưu sự chuyện lớn. Chỉ số thông minh cao có thể tìm được một công việc tốt. Người biết thương lượng trong hoàn cảnh khó khăn là người có thể đạt tới đỉnh cao. Theo các nhà tâm lý học đã tổng hợp ra 4 trường hợp sau. Người có năng lực nhưng nóng tính thì suy ra là có tài nhưng không gặp thời. Người có năng lực mà không nóng tính suy ra là sự nghiệp phát triển thuận lợi. Người không có năng lực mà là nóng tính suy ra là không làm nổi chuyện gì. Người không có năng lực cũng không nóng tính suy ra là được người khác giúp đỡ. Điều thứ 8, người quan niệm lạc hậu, tri thức, cổ hủ. Thực phẩm hết hạn sử dụng không thể ăn, quan niệm quá hạn không thể sử dụng. Trong thế kỷ 21 này, thành công không phải là bạn vượt qua bao nhiêu người, mà là bạn giúp đỡ bao nhiêu người. Kẻ địch lớn nhất không phải là người khác, mà là chính mình. Thành công là biết phát huy được ưu điểm, thất bại là tổng hợp của khuyết điểm. Đã quá đủ những ngày tạm bợ như vậy rồi. Tôi biết bạn biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng bạn chưa tìm được cách để thoát khỏi nó.
Rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ trong video clip này là ba chữ lập mà người từ 30 tới 35 tuổi phải biết để tiến tới đỉnh cao của sự nghiệp của mình. Thời gian là có hạn, nếu bạn coi 5 năm là một giai đoạn, vậy thì phần lớn mọi người đều sẽ chỉ có không quá 20 giai đoạn. Nói cách khác, nếu mỗi một giai đoạn bạn đặt ra cho mình một mục tiêu, vậy thì cả đời nhiều nhất sẽ chỉ có khoảng 20 cái mục tiêu thôi. Chưa kể chúng ta rất nhiều người trước 30 tuổi còn sống rất mơ hồ, vậy thì 20 cái mục tiêu sẽ trừ đi khoảng 6 cái, vậy sẽ chỉ còn là khoảng mười mấy cái mục tiêu để phấn đấu. Vì thời gian quý báu như vậy nên chúng ta phải biết trân trọng nó. Thứ nhất đó là lập chí, là phải rõ ràng kế hoạch tương lai. Trong thực tế cuộc sống, tính từ khi tốt nghiệp cho tới khi ra trường, đi làm, chưa tới 30 tuổi sẽ có chưa tới 10 năm làm việc, chưa kể còn nhảy việc hay đổi việc. Vì vậy trước 30 tuổi có một sự nghiệp vững vàng và thành công, điều này không phải là điều mà số đông làm được. Nhưng nếu tới 30 tuổi rồi mà chúng ta vẫn chưa thể cho chính mình một kế hoạch tương lai rõ ràng, vậy thì cuộc sống tuổi trung niên sau đó sẽ rất là khó khăn. Bước vào độ tuổi này, bất kể là trong cuộc sống hay trong công việc, mọi người cũng đều đã có những tích lũy nhất định. Vậy thì chúng ta cũng nên có những suy nghĩ nhất định để đưa ra kế hoạch và những phán đoán cho tương lai của mình. Vậy nên từ độ tuổi 30 tới 35 tuổi, trong giai đoạn quan trọng này, điều cần thiết nhất chính là cho mình một kế hoạch tương lai rõ ràng và đầy hứa hẹn. Đến tuổi này rồi, sự nghiệp vốn đã không ra đâu rồi mà vẫn không thể có một kế hoạch định rõ ràng cho tương lai, sống kiểu cho qua ngày, vậy thì bạn sau đó sẽ rất khó có không gian lớn hơn để phát triển. Điều thứ hai, lập tâm. Lập tâm là gì? Đó là có một tâm thế làm việc, nó đi đôi với làm. Thiếu niên ngông cuồng là giai đoạn cuộc đời mà ai cũng đều đã trải qua. Giai đoạn này con người ta thường khá sĩ diện, hoặc là chỉ đâm đầu vào học, quay mắt thực hành, và hoặc là nói nhiều hơn làm. Xuất hiện hiện tượng này đó là bởi phần lớn chúng ta vẫn chưa đủ trưởng thành, vì vậy mới khó có thể học đi đôi với hành, để tri thức và hành động được hợp nhất với nhau. Chỉ biết đánh trận tiên giái, không biết thực hành, biến nó thành hành động thiết thực, vậy sẽ thiếu đi căn cứ xác thực, sẽ rất khó có thể có động lực để hiện thực hóa được mục tiêu. Bất luận là trong công việc hay trong cuộc sống hàng ngày, học luôn phải đi đôi với hành, luôn là điều rất là quan trọng, đừng chỉ là một kẻ võ võ mồm. Thời niên thiếu bạn võ võ mồm, người ta có thể cho đó là tuổi trẻ vô tư, chưa nếm mùi đời, nhưng bước sang độ tuổi 30 rồi mà vẫn chỉ võ võ mồm, không có hành động thực tế chứng minh, suốt ngày do dự lưỡng lự, tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, vậy thì người ta sẽ chỉ có thể gắn cho bạn hai chữ bất tà mà thôi. Có hành động mới có động lực, mới có hiện thực hóa. Điều thứ ba đó là lập mệnh. Mạnh mẽ, tham vọng, làm chủ vận mệnh của chính mình. Được hiểu rằng, càng lớn tuổi, con người ta càng tin vào chữ mệnh. Câu cửa miệng của họ thường sẽ nói là số rồi. Nhiệt huyết tuổi trẻ, sự sôi nổi, mạnh mẽ, vận mệnh của tôi do tôi tự quyết định, của những năm tháng thanh xuân đã bay đi đâu hết cả rồi. Vì sao bước vào độ tuổi 30 lại đánh mất đi cái khí chất này, lại thường thân phân trách thận, oán thân ông trời? Có lẽ nhiều người cho rằng đó là vì khi còn trẻ, chưa nếm mùi đời, chưa gánh nhiều trách nhiệm, chưa trải qua nhiều vấp ngã hay khó khăn, nghịch cảnh, nên to mồm như vậy. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng tất cả cũng chỉ vì mình vô năng nên mới đổ lỗi cho số phận hay chưa? Những người thường lấy số cái số làm cái cớ, cúi đầu với hiện tại, xác định là người tầm thường cả đời. Bất kể là ở độ tuổi nào, ý chí, nhiệt huyết, tinh thần cầu tiến, quyết tâm thay đổi cuộc sống, nâng cao chất lượng sống cũng đều cần phải có. Cuộc đời mình nằm trong tay mình chứ không nằm trong tay ai khác, chỉ có mình mới là chỗ dựa vững chắc và an toàn nhất cho chính mình. Thay lời cách, trên mạng từng có những câu nói như này, cuộc sống như nào sẽ được xem như là bi thương. Điều đó nhớ rằng vận mệnh của mình nằm trong tay chính mình, đừng phó thác hết cho ông trời hay điều kiện ngoại cảnh. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip hôm nay. Hẹn mọi người ở video clip tiếp theo.